Xin chào tất cả mọi người nhá. Chào mừng tất cả cô bác anh chị đã quay trở lại video tiếp theo trên kênh Thảo Mỹ Linh. Và trong cái chương trình ngày hôm nay thì Linh lại tiếp tục đưa tất cả quý cô bác, quý anh chị cùng với Linh quay trở lại khu vực thôn Há Đề để có thể tiếp tục quay những video hình ảnh cho tất cả quý cô bác biết về cuộc sống của bà con trong cái quá trình là đang làm đường ở đây. Thì trong suốt những thời gian vừa qua thì mọi người đã được xem những thước phim rất là quý báu về bà con phá đá những cục đá rất là to, và để phá được những cục đá nhỏ như nắm đấm này thì thực sự là bà con đã bỏ công ra rất là nhiều để có thể là thực hiện được cái ước mơ hóa của bà con là có thể là xây được một cái con đường đi vào trong khu vực thung lũng 10 hộ ở trong khu vực thôn Há Đề rất là khó khăn này. Thì hôm nay thì Linh quay trở lại đây thì bà con đã đập được rất là nhiều đây. Các bác có thể xem đây là bà con đã đập được một bãi to như thế này, và bà con đã tiếp tục là di chuyển lên phía trên để có thể tiếp tục đập ở phía trên. Cái khu vực này nếu mà đập ấy, thì sau này sẽ chuyển ống là từ đây đi xuống dưới đó để có thể là đẩy cái bột đá này đi xuống dưới đó để đổ từ dưới lên. Tại vì ở phía dưới thì là cái nương của nhà họ nên họ cũng không cho đập. Thì Linh nghĩ rằng cái đoạn này là khả năng là cũng gần đủ từ dưới đấy cho đến lên đến đoạn trên này rồi. Thì bà con trong ngày hôm nay thì họ cũng đã di chuyển lên phía trên. Không biết là trong ngày hôm nay là họ đã dựng lán ở đó chưa thì mời tất cả các bác theo chân Mỹ Linh đi lên phía trên này. Thì cái lực lượng thì cũng chỉ có 9 đến 10 người làm thôi. Thế nên là cái tốc độ như hiện giờ mà bà con đập được những đá như thế này thì Linh thấy rằng là khá là nhiều đó. Và bà con cũng quyết tâm khá là lớn. Bây giờ những cái đoạn cua đây, đoạn đường này thì bà con cũng đã mở rất là rộng rồi, thì mấy nữa thì chỉ việc là đổ thôi. Mọi người thấy rằng những cái nền đường thì bà con đã làm rất là cẩn thận trước đây rồi. Bà con họ đập ở ngay trên này. Mời tất cả mọi người theo chân Mỹ Linh lên phía trên này nhá. Đó, thì bà con đã di chuyển lên phía trên này rồi. Mọi người thấy rằng là họ đã đập được cũng được một bãi nào rồi đó các bác. Thực sự là họ cũng khá là quyết tâm. Rất may là khu vực đến đây thì ở cái khu vực này đá ở đây thì nó lại đá những đá mặt trượt, nó có những khe, thế là nó rất là dễ đập, nó không cứng như ở khu vực Hấu Chua. Hấu Chua thì là đá xanh nên rất là cứng. Nghe chồng dễ rồi. Chào nhá. Hôm nay bao nhiêu người đấy? 7 người thôi à? Mấy người kia đâu hết rồi? Anh Tuổi đâu chân à? Lùng này đi làm nương. À. Đá này cứng không? Đá này lại cứng hơn đá ở dưới kia. À. Thế thì đá này lại cứng hơn các bác. Thế là hóa ra là mới một khu ấy thì đá nó lại có một cái Linh cũng không rõ là cái gì, nhưng mà nói chung là biết là nó sẽ cứng hơn. Mọi người thì vẫn cứ miệt mài đập thế này các bác. Mệt chưa anh Sử, thấy mệt chưa? Hả? Chưa. Ờ à, được anh, chưa. Đấy thì anh Sáu về, em bảo anh Sáu ơi. Sao mà của áo nhìn rách thế? Hả? Ui giời, áo nhìn rách thế cả lỗ này. Đấy thì cũng thông báo với cả anh Sử với cả anh Xá. Thì là hôm nay em cũng nhận được tin vui là có cô chú Hạnh Phấn ở Úc ấy. Thì cô chú có ủng hộ cho thôn mình là 10 triệu để mua xăng với nhớt nhá. Đó thì có gì thì khi mà em mà không ở đây ấy, thì mà mọi người dùng hết thì mọi người có thể đi mua, sau đó mấy hôm nữa em sẽ đến đây em thanh toán nhá. Vâng. Thì cũng rất là cảm ơn món quà của cô chú Hạnh Phấn rất là nhiều, đã tài trợ cho bà con ở Há Đề để có thể mua được những căn xăng, những chai nhớt để bà con có thể tiếp tục là phá đá. Hiện tại thì thế này là phá được mấy ngày rồi, là được cái này 2 ngày. 2 ngày rồi đúng không? Đấy, bà con thì đã phá đá được 2 ngày thì cũng được một đống như thế này rồi. Ở dưới kia là đá đã đập đủ chưa? Đủ rồi.
đủ ấy gì. Thì mấy hôm nữa đập ở đây xong là lại tiếp tục là di chuyển vào trong để đập tiếp đúng không? Vâng. Ờ đấy. Thì mấy nữa là cứ đập đây xong di chuyển vào gần đến thôn. Thế hôm nay bảo dựng lán không dựng à? Lán dựng chưa kiểu. Dựng đấy chứ kia bếp mang lên chưa? Mang rồi. Mang lên hết rồi à? Mang rồi. À ui thế mình lại mang đồ ăn, mình lại để đồ ăn ở dưới này nhỉ? Đồ này mang hết. À. Thế thì tính nhờ cậu em này đi lấy hộ đồ ăn ở dưới. Nói thì cũng qua đây thì cũng rất là cảm ơn cô chú Hạnh Phấn. Và cũng mong rằng là anh Sử gửi lời cảm ơn đến cô chú Hạnh Phấn đã giúp mình tiền xăng với nhớt để làm đường. Cảm ơn Phấn nha. Cảm ơn cô chú Hạnh Phấn. Chú Phấn. Rất là nhiều. Rất là nhiều. Đã giúp đỡ đến bà con Hà Đề. Bà con Hà Đề. À, đấy. Nói lại được. À, đây em dạy thì dần dần khác biết nói hết. Cháu xin cảm ơn cô chú Hạnh Phấn rất là nhiều. Cháu xin cảm ơn cô chú rất là nhiều. Chúc cô chú luôn dồi dào sức khỏe. Chúng là rất là sức khỏe. À rồi rồi. Được rồi, thôi anh nhờ. Thôi vỗ tay cái cho nó vui vẻ đó. Bà con thì ở Hà Đề thì cũng chỉ có mỗi anh Sử với cả anh Xá là biết một chút tiếng thôi. Đó, thế nên là cũng rất là khó trong cái việc giao tiếp. Thì Linh cũng sẽ, họ sẽ nói tiếng Mông nhiều hơn, thì Linh có thể là phiên dịch lại tiếng phổ thông. Thực sự là họ cũng là một trong những người dân rất là nhiệt tình để có thể làm phá được những đống đá thế này. Hôm trước là anh Xá là mua thịt hết bao nhiêu tiền đấy? 305.000 à? Về đây giả luôn. Nó lử lấy cái ví đây. Đâu về đây để giả tiền luôn. Hôm nào em không vào thì anh cứ mua cho bà con, xong là em vào em gửi cho. 305.000 à? Ủa, không có tiền lẻ đây rồi. Nhưng mà không có, anh có tiền lẻ đấy không? Không mang tiền đây. Thế thì cứ cầm đi. Sau đó là hôm nào bù sau. Nhá. 305.000 đúng không? 305.000. Đấy, cứ cầm đi, 305.000. Là cứ để đấy, xong rồi mấy nữa tính sau. Nhá. Là cứ đưa cho anh 500.000 đấy để anh có thể giả. Tại vì là anh... Xá là anh cũng bỏ tiền túi ra để đi mua đồ ăn về cho bà con đó. Thì đấy, khi nào em bảo là em không ở đây thì mọi người cứ tự giác mà làm nhá. Anh với cả anh Sử là chỉ đạo mọi người làm nhá. Nhưng mà hôm nay là lực lượng hơi ít, lại đi trồng ngô hết à? Thế tưởng trồng xong hết rồi. Trồng xong thì là... Hả? Thổ Bắc Cử. À, đi vun ngô ấy gì? À, rồi, thế cố gắng lên, anh em làm tiếp đi. Thế bây giờ mời tất cả các bác cùng với Linh đi sang phía trên này xem cái lán của bà con làm thế nào. Lán là để trên này à? Dưới giữa chỗ nào? Ngay đoạn này thôi gì? À, nên vừa lúc lán cho đoạn ý rồi. Tận đâu? À, đi nhìn thấy tận tít dưới kia. À, được rồi. Thế thì anh em cứ làm tiếp đi. Để Linh có thể quay bà con tiếp tục làm đường. Trời. Mình nói một kiểu, họ nói một kiểu. Thế Lử lại chạy xuống lấy thịt lên đi. Bà con vẫn là hôm nay là lực lượng là 7 siêu nhân đấy. 3 chị em phụ nữ cả 4 chị em phụ nữ với cả 3 anh cánh mày râu. Rất mong là được quý cô bác ủng hộ giúp đỡ cho bà con đây. Mỗi hộ gia đình có một phần quà để họ có thể là có động lực hơn để làm đường. Bao gạo hay là một phần quà tiền hay gì đó để họ có thể có động lực làm giống như ở khu vực Hấu Chua. Đó, cái đá bé nó bắn vào đầu à? Ấy, khỏe đấy nhờ. Bao nhiêu tuổi rồi? 14 tuổi. 14 tuổi à? Có đi học không? Có. À, hôm nay được nghỉ đúng không? À, khỏe đấy nhờ. Ui dồi. Đá nó bật bắn này, sợ lắm. Các chị em phụ nữ là vẫn đang làm ở phía dưới này. Hôm nay có hai người lạ lạ nhỉ? Em này ở đâu về đấy? À, Hà Cát Thạch à?
Ấy, các bác thấy giờ bà con đập được nhiều ấy. Được 2 ngày thôi nhưng mà đã đập được như thế này rồi. Để Linh có thể quay xa cho các bác xem. 2 ngày là ở cái khu vực điểm thứ hai mà bà con đập đá thì đã đập được như thế này rồi. Thực sự là bà con đây là họ quá là quyết tâm. Đấy, mọi người thấy rằng là đá cứng này mà cứ đập đi thôi. Đấy, đá thì bắn này, ghê nguy hiểm. Ấy cẩn thận nhá, tí ơi. Trúng người đấy. Ấy ném cái này nó đã vỡ rồi. Hôm qua có đông không anh xã? Hôm qua là có bao nhiêu người đã? Hôm qua là tận 12 người cơ. Thế sao không đi mua đồ ăn? Ăn phở đó, ăn mì tôm á? Úi dồi ôi. Hôm nào mà đông người em mà không vào được ấy thì cứ đi mua đồ ăn về xong là cứ báo em khắc giả tiền cho nhá. Mọi người phải ăn có một ít vitamin đạm thì mới làm khỏe được. Cứng. Chị trở là nhà chị trở là ngô trồng xong hết rồi. Chưa. Chưa xong á? À. Thế còn ở đâu nữa? Còn nhiều. Còn nhiều lắm à? À. Bắt anh Nô về trồng ngô đi. Nô không gọi điện được. Không gọi điện được á? À? Ôi giời. Đi Trung Quốc rồi không gọi điện được các bác. Toàn đá to. Nhưng đá này là cũng là mềm mềm như ở dưới thôi đúng không? Hay là cứng hơn một tí anh xã? Cứng hơn một tí rồi à? Hôm nay có ai hái rau ra không? Nên để rau chỉ tôi ở đây à? Ờ, tí nữa có một người đi hái rau đi nhá. Ông để rau buồn à? Cô đi hái rau cho lợn đây. À. Cô cười. Em là năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Em à, 22 tuổi à? Không biết tiếng phổ thông các bác. Nhà là Hà Cát Thành. Chị em ở đây là Linh thấy là đập đá khỏe đấy. Đập miệt mài luôn. Lúc nào bảo nghỉ thì mới cho nghỉ thôi. Còn không nghỉ giải lao luôn đấy. À, quên hôm nào em vào xong anh xã ơi. Em bảo là Lử mua cá mắm vào cho nhá. Mọi người ăn được cá mắm không? À, cái gì cũng ăn à? Được. Cá mắm để có lúc mọi người đổi món ấy. Lúc mà Linh không vào được ấy, đổi mòn. Sao ấy? Ấy, thật nhá. Thấy mọi người đập đá vui vui vẻ này là tốt rồi. Đá này cứng hơn đúng không chị giờ? Cứng không? Cứng hơn đá dưới kia. Chắc bộ ta rồi. Ấy, ấy. Cũng
cục đá cứng không để làm mà đẩy lùi được cái tinh thần của bà con ở Há Đề đây. Cố gắng là mình đập xong đá, chuẩn bị xong đá hết là có mưa một cái là tiết kiệm nước cái là làm thôi. Nhờ ánh sáng nhờ. Sao đang suy nghĩ gì? Hả? Không có mưa. Không có mưa, đấy. Nước đang là một cái vấn đề rất là nan giải. Mấy nữa là đi mua bạt đi về xong để vào những khe đá trước đây nhá. Mấy nữa là phải đi mua bạt về để ở những cái khe đá để có thể là tận dụng nước mưa để có thể là làm đường luôn. Bà con đây thì họ không biết dùng mà điện thoại với cả internet nên là họ cũng không biết mà xem kênh của Mỹ Linh. Nếu mà biết thì chắc họ cũng sẽ lên kênh của Mỹ Linh để xem mà Linh quay họ kiểu gì. Sau này sẽ là những thước phim rất là chân quý để cho đời sau có thể được xem lại những video này cho xem bố mẹ mà làm đường đó. Rất là cứng luôn. Thấy thở hổn hển nhờ. Không mang lên lá luôn nhá. Xong là đốt luôn nhá lửa. Nên mua đầu lợn vào cho bà con. Cô em này khỏe đấy hả? Nước mai trận tổ sắp tạo đó cái mới hình ta là lọc xỉu mình đó lọc thứ đó là lìa thử bị làm sao không biết được này không ta là hâu à cái ta là tổ tàu thế nào thế nào đâu đâu ý là cái đấy nó không xoay được á à? Cái này là không không cạy được không xoay được à không cạy được. Ý là khoan được một lát rồi nó lại bị cái gì? Không biết được này. Thế cứ thử khoan thử là xem là bị làm sao. Khoan ít giờ hơi chưa? Xoáy lúc xíu xoáy. Khả năng là phải thay thay dầu à. Nhớt rồi. Xem nào.
nó vẫn xoay đây. Nó vẫn xoay à? Được không? Hay là xoay yếu hơn rồi? Nghỉ một tí, thế thì anh có số của anh vừa đúng không? Hôm nọ là có số đây. Thế thì gọi anh Xính, bảo anh Xính gửi số anh vừa không? Có gì gọi cho anh vừa. Hả? Chưa nghe máy là hôm nay đang làm, nó đang, anh Xính cũng đang phá đá làm nhà. Xong là cứ bảo anh em đến sửa giúp xem là hết bao nhiêu tiền thì em khắc gửi chỗ anh vừa nhá. Anh vừa ấy, anh hôm nọ mới biết sửa. Tùa trò trò ấy. Nó ngoài chua thì chia chỉ tao thẻ thì bác nhận hết khó ấy. Hôm trước còn chưa gửi tiền cho anh vừa, mấy hôm nữa vẫn phải gửi. Đây lấy số này. Đây. Để xong rồi tí gọi về xong hỏi luôn trực tiếp đi. Cho anh em tự làm để cho nó tự biết các bác. Tại vì không thể trông chờ được, cho anh em tự đi làm để anh em có thể là đây số đây. Lấy đi. Được đúng không? Đấy, thì có gì thì khác tự liên lạc với anh đấy. Xem là anh đấy giúp sửa hết bao nhiêu tiền thì cộng vào cái tiền mà hôm trước mình còn chưa giả cho anh đấy ấy, nhá. Đấy, bây giờ là trách nhiệm to nhất là anh Xá với cả anh Sử, là hai người là biết tiếng phổ thông là sẽ vất vả nhất. Cố gắng lên nhá. Quyết tâm không? Quyết tâm nói to lên nào. Quyết tâm. Quyết tâm. Rồi. Tại vì mọi người đang ngại quá. Một thời gian nữa thôi thì không ngại nữa đâu. Hôm nay thì mọi người là sau khi là chuyển lên trên này làm được 2 ngày thì mới bắt đầu là biết rằng là đá ở đây nó mới bắt đầu cứng. Lúc đầu ở phía dưới kia thì đá nó gọi là nó có những cái khe hở ấy. Thế nên là chỉ việc là dùng cái nêm đá đập được. Nhưng bây giờ là bắt đầu lên đến đây là đá nó bắt đầu cứng dần rồi. Đấy như anh Xá nhá, nói rồi nhá, cứ có gì cứ liên hệ cho anh Vừa ở Hấu Chua nhá. Anh Vừa thì cũng rất giỏi, cái gì cũng biết làm các bác. Đấy, xuống nhặt cái nêm đá đi. Nêm đá này mua ở bên Cao Bằng thì chất lượng sắt của nó tốt hơn, nó không bị cong nhiều. Đấy anh em cứ đập đi nhá, em đi nấu cơm cho mọi người ấy nhá. Đấy. Bây giờ thì bà con thì cứ tiếp tục làm. Hôm nay Linh trổ tài vào bếp để có thể giúp đỡ bà con một chút gì đó. Cũng rất là cảm ơn trong cái thời gian vừa qua đã được tất cả quý cô bác, quý khán giả đã luôn đồng hành và ủng hộ cho bà con ở Há Đề. Đặc biệt là những quý nhà hảo tâm đã gửi những tiền bao xi. Thì hiện tại là cái số tiền xi thì một hai hôm nữa Linh sẽ tiếp tục công bố những cái số tiền xi của các quý cô bác, quý nhà hảo tâm trên kênh của Thảo Mỹ Linh. Biết đến về cái vấn đề mà mọi người có gửi tiền về cho bà con ở Há Đề có thể nắm bắt được. Và cũng qua đây thì cũng rất là cảm ơn cô chú Hạnh Phấn rất là nhiều đã gửi tiền để cho bà con ở thôn Há Đề có thể mua xăng với nhớt để có thể tiếp tục là nổ máy để làm phá đá, khoan đá. Và hiện tại thì bà con đã bắt đầu vận chuyển cái lán mà dựng lán ở ngay phía trên qua cái đoạn núi ở trên này để có thể nhìn thấy được cái thung lũng 10 hộ gia đình ở trong phía trong cái hẻm này. Như thế thì bà con nó đỡ vất vả hơn rồi. Càng lên phía trên này thì đá khả năng là ở cái phần giữa đấy đá nó sẽ cứng hơn. Linh thấy đá trên này thì đá trên này đá trắng thì nó sẽ mềm hơn một chút, gọi là nó dễ khoan hơn. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào trong này. Đấy, chỉ cần là chúng ta đi qua đến đây thì sẽ nhìn thấy cái thung lũng đó đó. Vừa rồi thì cũng có lửa đi vào trong đó. Bà con thì cứ dùng cái lán ở ngay gần là chỗ cái có một cái hồ nước nhỏ ấy. Nói chung là một cái khe đá. Bà con có làm
đó. Đấy, ngô thì hôm trước lên này, mọi người xem này, những tiếp phim mà đầu Linh đến đây thì có bà cụ đang trồng ngô ở đây, thì lúc đó ngô thì chưa lên, bây giờ là bà cụ trồng là ngô đã bắt đầu là đã lên xanh như thế này rồi. Và rất may là có những trận mưa thì ngô nó mới lên được, toàn đá rồi các bác. Mọi người nhìn thấy khiếp chưa? Đi xuống đây để có thể phụ giúp bà con một tay, giúp họ nấu một bữa cơm. Chưa đến nhỉ, ngay dưới này thôi. Làm đây để họ có thể nấu cơm nó gần hơn, sau khi ăn xong thì nó về nhà nó gần hơn. Lán bên kia các bác. Đấy, trẻ con là đi cùng bố mẹ là đi phun ngô ở dưới. Lửa đang ở đấy là đang làm rồi. Linh sẽ ra để phụ giúp lửa một tay cho hai anh em nấu sớm để có thể kịp 5 giờ bà con ăn cơm. Nếu mà các bác nào muốn trải nghiệm lên vùng cao, muốn trải nghiệm vào trong thôn bản thì các bác có thể liên hệ qua kênh với Linh. Linh có thể đưa tất cả các bác đi vào trong những khu vực bản như này. Đó, mọi người nhìn thấy cái thung lũng mà 10 hộ gia đình trong này chưa? Đi qua cái dải núi này thì chúng ta sẽ đi đến được khu vực Hấu Chua. Đó, một cái thung lũng rất là đẹp. Lửa đang đốt chưa? Đang rửa. Đấy, lửa đang làm đây nhé các bác nhá. Đấy, một cái lán trại mà bà con làm đây, mọi người thấy rằng là một khe này để mọi người có thể nghỉ ngơi ăn cơm đây. Chỗ này không có cái tấm ván gì nhỉ? Có tấm ván thì nó sẽ nhìn nó gọn gàng hơn đúng không? Bà con bảo tối đang định bảo chặt trúc để làm, nhưng mà để làm ván này. Chặt trúc á? Thế cũng được, để mấy hôm nữa bảo bà con làm một cái. Tối nay làm không được sao? Thì tối bà con chia nhau ra để trông. Chia nhau làm. Lán thì ở đây chắc chả cần trông đâu, chả có gì đâu mà. Ở đây thì chắc không sợ đâu. Chắc là anh em đến trông thì được ngồi ăn bát mì cho nó khỏe rồi. Đúng rồi. Thôi Linh sẽ vào làm cùng với Lửa đó. Lửa đang rửa cái đầu lợn các bác, vừa khò xong. Chứ bảo bà con hái ít rau về nữa, Linh xương đầu lợn này ngon lắm. Đang được bảo bác rồi lấy cái chậu lên này. Vừa đi đâu về đấy? Mới đi học về à? Đi lấy nước đây các bác, bà con dự trữ được muối nước đây để có thể là dựng lán đây thì để sử dụng đó. Nước cho bà con dùng này các bác nhìn thấy chưa? Nước này là bà con là tận dụng nước mưa ấy. Nước này là cả bản mình dùng luôn à? Của nhà em thôi. Của nhà em thôi á? Ừ. Nhà ai làm đấy dùng à? Em làm dùng. Có cho cả bản dùng không? Có mà. Có à? Đấy, để đấy. Ở đây không có tấm ván gì nhở? Mấy nữa là mọi người là lấy cái trúc về làm một cái cho ni điện nó mỏ nhở? Bà con bảo là mai ngày kia họ làm rồi. Đây không có cái tấm ván này, nấu cơm hơi khó các bác, địa hình nó khó nấu quá. Mình cứ luộc đi, tí nó bóc thịt ra được. Bác nhớ ngay lúc cảnh nó đi, hộ anh gầm một cái nồi về đây, lúc cảnh hô ấy.
Địa hình nó không bằng, khó làm quá. Cái ốc này là lấy à, nó nước chấm luôn, ăn ấy luôn tỉ tôi. Ô, anh cầm một cái chú một cái bát ra đây, bát con ấy. Làm nước chấm ấy. Cầm vào trong luôn. Rồi, cầm vào trong. Ui dồi, quay mất miếng ăn, tí nữa rửa. Ua. Thế đi rửa hộ chú à, bác làm chú à. Cái này không có một cái tấm gì nhỉ? Ừ. Để mình để cho nó sạch ấy, không chặt nên bay hết ra ngoài. Mua nó mình chưa? Để lấy lửa. Hôm nay có đội quân siêu nhân nhí đến giúp làm các bác. Cái này để ở đây tí anh lại tráng thêm một lần nữa. Ngay đây, đi vào đây rồi đi. Quên rửa luôn trong cái chậu này. Còn như nhanh. Khi rồi, khi gì chịu? Chú mới chụp cao. Thế hả? Chụp cao như là ta. Có một con ông nọc ở đấy luôn. Được. Đổ con ông nọc ấy đi. Quân siêu nhân cùng nhau vào bếp các bác. Cái này hôm nọ bà con là cũng ăn một tí đấy, làm nốt luôn các bác. Củ quả khô. Đi trẻ con ở đây ăn cơm nữa nha, làm nhiều tí cho trẻ con nó.
Sải khô này có hạn hơn 6 tháng các bác nhé. Không có nước nóng nhờ. Tôi ngâm nước kiếm được. Nước nóng ngâm tạm nước lạnh. Nếu mà ngâm nước nóng thì nó ngấy nhanh hơn, nó nở nhanh hơn. Còn ngâm nước lạnh thì hơi lâu một chút các bác. Sải khô. Cải khô này Linh có bán nhá, các bác muốn mua thì liên hệ qua kênh của mình Linh. Đó, ngâm một tí nữa, thái ra. Ý ở đây ăn cơm nhá, nghe cho mì dẻo nhá. Đây là con của ai? Con của anh Tủa à? Hả? Anh Sử với anh Tủa. Anh Sử à? Đây con của anh Tủa à? Con của anh Tủa, con này. Con của anh Tủa đây, giống anh Tủa đây. Còn đây con của anh Sử đúng không? Đúng. À. Giống như anh Sử. À, giống như anh Sử luôn. Nhà vừa là trồng ngô xong hết chưa? Hết rồi. Hết rồi, hôm nay nữa hết rồi. Hơi thiếu thốn về địa hình quá các bác. Nấu cơm hơi khó. Đây là củ cải khô nha các bạn nhé. Cho mấy nhúm thôi nhưng mà nó nhiều á. Dao cũng sắc mấy dao ấy. Ừ, còn cái bát xứ nào đấy không? Mua luôn tỉ để mà. Tỉ cho tôi nào. Mua luôn nhé. Cái gì? Đây. Sắc nha. Đấy, sắc hẳn chưa? Xong rồi, vừa nhớ bảo mọi người làm cái bàn để lên đây để ăn cơm trên này nhá. Vâng. Nấu ăn nó dễ dàng hơn. Làm cạn bàn với cạn giường. Đúng rồi. Bàn với giường luôn. Còn lại đi lâu mà. Nhân tê cơ mà. Nhỏ nhỏ lửa lại được. Đang luộc đầu lợn. Khô này đúng ra nếu mà củ cải khô này rang với thịt lợn ba chỉ rất là ngon luôn các bác. Ngâm tiếp. Đây để anh sửa đây. Đó. Mấy cậu nhóc đi ra ngoài đi, nếu muốn rau đi nhá. Tí nữa ăn cơm đây. Để rộng ra chú Linh làm việc đấy. Đang luộc thịt đấy các bác. Sụp nồi hơi bé tí. Giờ đây chảo tí nữa là xào. Nó nhiều quay phim nhỉ? Hả? Mình đối thích làm vlog không? Để chú Linh dạy cho. Nồi nó bé quá, Linh nha. Lấy cái này ra thái luôn, xào luôn với củ cải trắng này cũng ngon. Còn tí mọi người kia trong kia cũng có thịt rồi.
Dạ, không sắc lắm. Đấy, cứ đi. Anh em là cũng nghỉ, sau đó ăn cơm để bà con là về còn thể là chăn bò, chăn dê, lợn nhà nữa không có ai. Sếp là anh Xá kiếm được một tấm ván nào không để tí bày mọi người ăn cơm đấy cho nó sạch. Không có à? Ba ấy. Không có. Một tấm gỗ cũng được. Chỉ mua mà chia lông chất thì em mua mua. Lá chuối có không? Thế thật là lá chuối, mấy lá chuối về đây để mình bày đây thì ăn cơm này. Đấy, cho bà con nghỉ, bà con làm cả ngày và mệt rồi các bác. Linh ở đây, Linh sẽ phụ trách nấu cơm. Nhưng mà đừng cao quá cái bàn ấy, bàn cao quá thì có không cũng chả có ghế ngồi. Lúc trông siêu quá. Hả? Ui, ai đi đứng, chặt lá chuối thôi. Chặt lá chuối xong à, mai à, đấy. Anh à, Xá đi mua một tấm ván ở ngoài à, chỗ ngoài quán kia có đúng không? Thế để chắp ba rồi nhá. Mua về để nấu cơm cho nó bày nó ăn nó sạch hơn. Ừ, mua mà. Nhá. Thế anh em nghỉ ngơi rửa chân tay đi. Đúng rồi, 2 tấm. Đúng rồi. 3 tấm cũng được. Mua 3 tấm đi, 2 tấm giải đây, 1 tấm giải ăn cơm. 3 tấm đi. Xem hết bao tiền mai vào gửi cho. Trăm ba, trăm hai gì đấy. Tấm đỏ ấy. Nóng rồi các bác. Xong à, anh Xá cho rau vào luôn cái nồi này nhá. Chắc phải tăng thêm tí nước ấy. Linh lấy cái nào còn thịt ra để có thể lục rau nữa là xong. Một bữa ăn rất là vui vẻ cùng bà con, rất là đoàn kết các bác. Một bữa cơm rất là thực sự là để đi bản có được những trải nghiệm này thì Linh cảm thấy là cái thanh xuân của mình rất là vui vẻ các bác. Như câu nói bác Linh, mình làm thiện nguyện ấy, không giàu cũng được, miễn là mình đừng để mất cái danh tiếng của mình hay là cái ăn chặn tiền thiện thiện hay cái gì đó. Phải như câu nói bác Linh, Linh nghe rất là đợi sôi ra. Thôi cho vào luôn đi. Nào cũng sôi luôn bây giờ này. Đấy, rau cải của bà con ấy. Rau này rau nhà ai đấy? À, nhà anh Sửa. Đang rửa tiếp ở đây đúng không? Cái này rau của các bác của bà con chỉ cần tráng qua một lần nữa, tại vì là cũng không sử dụng một cái chất gì phun hay cái gì đấy. Được rồi. Đấy, cho vào đi. Mọi người chắc là đói lắm rồi, làm cả ngày rồi.
Bóc cái nọ rồi. Nhưng wow, nóng quá, nóng quá. Đổ to quá. Úi dồi. Mai chắc phải mua thêm cái nồi to hơn nữa. Nồi này bé quá. Ok. Cào thịt cho các bác, đấy, gửi quá gần. Còn cái miếng này chưa thái à? Ây ơi, sao thái rồi cái miếng này nhỏ nhỏ lại. Ấy, tráng bát đi. Mai phải mua thêm mấy cái chậu nữa. Nóng ơi. Đây, củ cải đấy các bác nhá. Biết đũa đi đâu hết rồi. Linh thì vào bản là Linh chủ yếu đã ăn cơm với bà con thôi. Xong nó về nhà mình chả ăn gì nữa. Về nhà một mình cũng lười nấu ấy các bác. Đấy, đảo như kiểu đầu bếp chuyên nghiệp. Úi, úi, úi. Anh Sử cười. cho bát ra luôn nhá. Cái này cũng chuẩn bị xong ấy. Ấy. Úi ôi. Nóng ơi. Đảo nóng thì ăn mới ngon các bác. Củ cải ấy. Xem vừa chưa? Nó phải nóng nóng này ăn mới ngon các bác. Vừa đảo vừa thổi. Được đấy. Ngon đấy. Nóng hổi. Cái này à. Này. Còn âu. Âu nhiều mà. Bếp phải nóng nóng này, đảo đồ ăn nó mới sướng.
lưỡi cho bà con này. Cái này tí chấm chấm chéo của thần thánh của Mê Linh thì hết sẩy các bác. Rồi cái mai mua cái tấm ván này nhá anh Xá nhá. Không cái này khó quá. Nó ăn nó cứ nghi nghiêng. Rơi xuống rồi. Giờ mình sắp thành đồ bếp ấy nhỉ. Mấy nữa chắc chuyển đi làm đồ bếp. Nhưng mà bản nhiều quá, nấu ăn nhiều. Đến phần ngon nhất. Rồi. À, chắc ngại kệ. Chắc là về thì còn phải làm việc nữa đúng không? Bà con phải về còn cho bò cho lợn nữa cơ. Ôi giời ơi. Ngồi đây ui mỏi đấy. Anh Xá giữ hộ cái bát bên này nhá, không tí nó rơi xuống. Bát thịt này, không tí mất ăn. Nó tua thì mình bóng nó nọ. Tí không được ăn. Tính đi học chưa về? Không đi học. Không đi học á? Mới được nghỉ đúng không? Đau đầu. Đau đầu à? Ồ, cái này chắc để đi ai gặm à? Ồ, cái này để đi ai gặm đi. Ồ, cho ra đi. Ra ngoài đấy. Xong chưa? Đấy, múc rau các kiểu đi. Múc canh nữa, lấy bát múc canh nữa. Đây, Linh rửa tay không? Linh pha chấm chéo luôn. Tớ mà. Đi nghỉ lên. Này, đi. Tao tao. Tiết kiệm nước, hết nước rồi chị chở. Nó chấm chéo mình đâu nhỉ? Đây,
chấm chéo đi các bác. Ý. Nước chấm thần thánh để cho bà con chấm mọi đồ ăn có thể ngon tuyệt hảo. Không có ghế à? Lấy mấy cái ghế dài ra ngồi được. Ấy, múc đi. Linh làm chấm chéo cho bà con chấm. Có là xương đấy. Đấy, chấm chéo thần thánh nha các bác nha. Ui dồi. Các bác mà muốn mua chấm chéo thì ủng hộ cho cháu Linh nhé. Có thể gọi điện trên số màn hình trên màn TV. Có thể liên hệ qua số điện thoại 0387761631 hoặc là số điện thoại công việc của Mỹ Linh là 0976613. Nếu mà không gọi được em gái của Mỹ Linh thì sẽ ở nhà là chốt đơn hội Mỹ Linh nhá. Ê, anh Tủa cho một ít nước đây đấy. Tí nữa. Để dày tí đấy. Tí nữa. Cái này Linh đã tạo thêm một độ mặn tí nữa. Các bác muốn ăn cay ít thì các bác phải cho nước nó nhiều hơn một tí. Tại vì nó đã hơi mặn mặn một chút rồi. Đây, thêm một tí này của chẩn chéo thần thánh. Cái này thơm không? Hôm nọ mọi người được ăn ngon không? Ừ. Ngon luôn. Thơm phức quần. Được chưa? Để cho bát chẩn chéo này. Thêm một bát nữa đi. Úi dồi ôi. Cho múc ra hết đi. Múc ra hết cho bà con ăn đi. Thêm một bát nữa. Có cái bát đỏ ấy à? Mỗi lúc pha liền. Ấy Tuổi múc đầy đầy lên. Còn nhiều mà. Múc đầy lên cho bà con ăn đi. Đấy. Múc nhiều lên. Đúng rồi. Ok. Được. Đợi bát sau, bát sau. Đâu. Anh Tuổi ấy, thôi cái này để đây nhỉ, ai gặm thì gặm. Về đây bà con ơi. Nó giàu rồi. Có vợ của Tính là đi về rồi à? Không ăn cơm à? Dạ. À. Rồi. Vào đi các bác ơi. Vào đi, vào đi. Không có ghế à? Đưa ngồi xuống được. Nè, cho các chị em phụ nữ ngồi. Ê, nếu tụi con nhện hết dọn ra đi. Đấy, vào đi anh Sử ơi. Trẻ con ơi, về ăn cơm đây. Đón nó mở đây. Còn ai nữa vừa không về đi ăn cơm, vừa đâu rồi? Về rồi, thì ăn đi. Gọi hai đứa trẻ con về đây. Gọi nó về đây ăn cơm đi. Anh Sử không nhanh nhanh. Nhanh lên. Thích xem điện thoại thôi à? Ủa, thế mình ăn đi. Ăn đi. Chị bắt múc múc cơm đi. Báo cơm à? Múc múc cơm. Báo cơm, báo cơm. Đây lấy tạo cái thìa này múc trước này. Không biết là nấu cơm xong thì mà coi đi về, tại vì họ vội về cho lợn đúng không? À. Đấy, cho em kia trước. Gọi con anh. Con anh Sử tên là gì nhỉ? Sử tên là Tú. Tú ơi! Ăn cơm! Nhanh lên! Đội siêu đầu bếp! Mở em tên là mỏ. Tên là mỏ à? Thích xem ngại. Đấy! Ai chưa? Đây! Anh Sử! Ở đây cho lửa. Mai là đông không? Mai á. Mai. Mai có đấy. Có à? Mai nhớ gọi điện nhé. Ừ, sợ có mưa. Mưa? Trời này không mưa được đâu. Mưa càng thích ấy. Mà con có nước rồi dùng. Vất vả. Đấy, vất vả. Một chị chờ nữa. Được chưa? Đủ rồi, ăn đi. Mời tất cả các bác nhá. Ăn cơm cùng với bà con ở HD. Hôm nay bữa cơm ninh xương đầu lợn
xào với cả củ cải. Mời nhá, mời anh em nhá, mời tất cả các bác ăn cơm. Các bác mà muốn mượn chở chéo thì các bác phải liên hệ qua số điện thoại trên màn hình của Mỹ Linh để có thể ủng hộ cho Mỹ Linh nhá. Thôi, mời nhá, ăn đi nhá, gắp thịt ăn đi. Ui, chấm chuẩn chéo này, chấm nó phải ngập lên các bác. Mời các bác nhá, ngon đấy. Được anh Sử, muốn sát vào anh Sử. Không phải ngại mà có ngại gì nhá, cho mới gì nhá. Củ cải. Chéo này thơm lắm các bác. Chéo nó có vẻ ngập ngập này, nó mới đúng kiểu thần thánh luôn. Củ cải em sửa ăn được được được. Ngon thịt đi nhá, đợi chị chở múc thịt đi nhá, nó ngay đi nhá. Chị châm một rồi. Mình vẫn thích món củ cải. Củ cải xào với cả thịt. Nó gọi là ngon sần sật. Bây giờ còn 5 người, 2 người về nhỉ? Họ vội đi về để chăn lợn, không ai chăn. Nhưng nhà chị chở ấy, còn mỗi chị chở ở nhà đó đúng không? Lửa ăn cơm đi. Ăn tí đói. Mọi người ăn cơm. Cơm nhá. Nhưng mà chỉ tá chế không. Hả? Sao? Bảo là tí nữa để một ít cho hai. Ừ, tí để lại một tí. Lưỡi gì dưới này nhá. Lấy lợn đấy, lấy lợn đấy này. Đấy. Lấy lợn. Uống lợn vùng cao thơm rồi. Hấp thịt này ăn thì chị chở ơi. Chở vất vả. Xem có miếng nào thịt thịt nằm nào. Đây chị chở. Nó ăn đi, đây đây nó đi, nó chỉ tao là thôi cứ để đây, muốn tỉ muốn tỉ muốn tỉ đi, vất vả rồi. Vất vả cứ ăn đi, ngại gì ăn chín non chỉ mua dầu uống đấy. Muốn xin nhé, muốn thì ăn chài chín non ăn vẫn được luôn. Thôi chắc là video của Mỹ Linh trong ngày hôm nay cũng xin kết thúc tại đây. Đây là một bữa cơm ăn cơm với bà con đây thì Linh cũng cảm thấy rất là vui vẻ. Hôm nay thì cũng lực lượng là có 7 siêu nhân thôi. Còn hai nhà kia thì là họ đi trồng ngô nên là không đến làm được. Mấy hôm nữa thì sẽ bắt đầu là đông. Đó thì thực sự là rất là cảm ơn quý cô bác, quý khán giả đã luôn đồng hành và ủng hộ cho bà con ở Há Đề để họ có đủ xi măng và thực phẩm. Và hôm nay thì cũng rất là đặc biệt cảm ơn cô chú Hạnh Phấn đã tài trợ cho bà con Há Đề
những căn xăng để bà con có thể tiếp tục khoan đá để phá đá làm đường, một con đường mơ ước đi vào trong 10 hộ gia đình ở trong phía trong này. Đó, các bác nhìn những hộ gia đình ở dưới thung lũng này, vài hôm nữa thì cây ngô nó mà mọc lên thì cũng không thể nhìn thấy những ngôi nhà ở trong này nữa rồi. Ăn đảm bảo lên nhá anh em nhá, ăn khỏe mới có sức được. Ôi, các bác thấy video của Mỹ Linh trong ngày hôm nay hay, ý nghĩa và ủng hộ cho bà con vùng cao. Các bác nhớ đăng ký kênh, ủng hộ cho Mỹ Linh, muốn like, chia sẻ để có những động lực tiếp tục giúp đỡ cho bà con để có thể thực hiện những ước mơ xã hội hóa cho bà con ở đây. Có những con tuyến đường bê tông để họ có thể đi lại nó đỡ vất vả hơn, cuộc sống nó sẽ thay đổi hơn và ngày một phát triển hơn. Cảm ơn tất cả các khán giả trong thời gian qua đã luôn đồng hành và ủng hộ cho kênh của Thảo Mỹ Linh và một số anh em nữa. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bác ở những video tiếp theo trên kênh Thảo Mỹ Linh nha. Anh em ăn mạnh lên nha. Nếu mọi người muốn nhu cầu mua đặc sản vùng cao thì mọi người có thể liên hệ qua kênh của cháu Thảo Mỹ Linh. Đây là bột Tam Thất Bắc đã được xay nhuyễn nha các bác nhá. Mọi người mà muốn đặt hàng thì mọi người có thể liên hệ qua Mỹ Linh. Một hộp này là 500g, hai hộp là 1 cân nha các bác nhá. Linh thì có cả câu kỳ tử nữa các bác. Nếu các bác muốn mua câu kỳ tử thì các bác có thể liên hệ qua Mỹ Linh đây. Đó, câu kỳ tử thì chúng ta có thể mua về. Và đặc biệt là Linh có thêm cả củ cải sấy khô đây của bà con ở vùng cao Nguyên Đá, Hà Giang. Đó, cái này thì mọi người có thể mua về, mọi người để xào thịt, ngâm với nước thì nó nở ra thì mọi người có thể thái ra và bắt đầu là dùng thôi. Đó. Và cũng có cả thêm cả nụ hoa tâm thất. Thì nụ hoa tâm thất này Linh có 3 loại, đó là loại A và loại B và một loại đặc biệt. Đó, mọi người có nhu cầu thì mọi người có thể liên hệ qua Mỹ Linh để mua nụ hoa tâm thất này ủng hộ cho kênh của thằng Mỹ Linh nhá. Mọi người có thể liên hệ qua số hotline là 0976613609. Và đặc biệt là cháu Linh có thêm mặt hàng là thịt lợn 3 chỉ gác bếp mà hôm vừa rồi là bố mẹ Mỹ Linh vừa làm xong đó các bác. Thịt lợn này thì cực kỳ là ngon nhá. Mọi người có thể lấy về, mọi người có thể để ngăn mát. Thế nên là Mỹ Linh vừa hút ra túi chân không xong luôn. Đó, thịt lợn 3 chỉ nhá. Gác bếp nhá. Mọi người muốn nhu cầu thì cứ gọi điện, số điện thoại là 0976613609 ở trên màn này video mà các bác hay xem. Đây là lạp sườn nhá các bác nhá. Lạp sườn này cực kỳ là ngon luôn. Treo gác bếp chuẩn lợn đen vùng cao Hà Giang. Đó. Và mọi người nhớ ủng hộ kênh của thằng Mỹ Linh nhá. Và Linh còn mặt hàng cuối cùng đó là mặt hàng mật ong bạc hà. Đây là mật ong bạc hà, là mật chuẩn nhá các bác nhá. Cái này là Linh đã phải chọn lọc mật ong, nó màu vàng chanh nhá các bác. Đó, mật này mật chuẩn luôn các bác. Các bác có thể mua về sử dụng giúp Mỹ Linh. Đó, và cái món cuối cùng đó là món là mật ong rừng nhá các bác nhá. Mật ong rừng thì mọi người có thể liên hệ qua Mỹ Linh. Đó, Linh đã đóng chai thế này rồi, toàn là mật chuẩn thôi các bác. Lấy của bà con trong bản ra giúp bà con tiêu thụ những sản phẩm mà bà con đã sản xuất ra.